Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì quay lại với cả trung tâm thẩm mỹ Đức Đi của chúng tôi thì cùng chia sẻ với các bạn một vị khách hàng của chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật lông mũi bán cấu trúc hơn một tháng rồi. Hôm nay khách hàng đến khám lại thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn về cái kết quả cũng như là cái quy trình thăm khám lại sau khi mà điều trị phẫu thuật đối với khách hàng thông thường. Tại trung tâm thẩm mỹ Đức Đi của chúng tôi thì sau khi mà phẫu thuật xong thì khách hàng sẽ được hướng dẫn cụ thể chi tiết ở trong cái thời gian ngay sau khi phẫu thuật cho đến thời điểm cắt chỉ. Còn sau khi mà cắt chỉ xong ổn định thì khách hàng sẽ được hẹn tái khám theo một cái quy trình từ 1, 3, 6 tháng và thời gian 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm để đảm bảo cái vấn đề là chúng ta đánh giá kỹ được cái hình ảnh cũng như những cái kết quả sau phẫu thuật cũng như là sự biến đổi. Từ đấy thì ngoài cái vấn đề là chúng tôi chăm sóc khách hàng cũng như là đảm bảo kết quả đối với khách hàng thì đầu tư cho bác sĩ cũng là một cái để chúng tôi giúp kinh nghiệm, giúp cho cái việc mà tạo hình cái mũi và cái dáng mũi làm sao phù hợp nhất đối với từng cá thể người một chứ không phải là chung chung. Để quay trở lại đối với vị khách hàng chúng tôi thì xin cảm ơn chị đã chia sẻ. Đấy. Thì các bạn cũng biết rằng chúng ta đang ở trong cái mùa dịch, vì vậy mà khi thực hiện về phẫu thuật cũng như là thăm khám lại thì các bạn cũng hết sức lưu ý có những cái vấn đề. Chúng ta ngoài cái vấn đề chăm sóc bản thân, chúng ta đeo khẩu trang, chúng ta sát trùng thì khi đến các cơ sở khám chữa bệnh hoặc là thẩm mỹ nói riêng ấy, thì chúng ta nên liên hệ trước với cả các cơ sở để chúng ta đặt lịch, tránh những trường hợp chúng ta tập trung quá đông. Cái thứ hai nữa là mỗi cái cơ sở, đặc biệt như cơ sở Đức Đi của chúng tôi thì luôn có cái khám sàng lọc trước đối với khách hàng, khai thác thông tin trước khi khách hàng đến để đảm bảo cái vấn đề giữ gìn sức khỏe cho cá nhân cũng như là nhân viên ở trong bệnh viện. Ngay sau đây thì tôi sẽ thăm khám với chị Yến. Chúng ta có thể thấy rằng sau làm một tháng thì cái mũi về form tương đối tốt. Khi nhìn thẳng như này thì dáng mũi thẳng giữa hai lông mày cũng như là đầu mũi ở giữa nhân trung rất là tốt, và khi nhìn nghiêng dáng mũi cũng rất là tự nhiên. Mặc dù đảm bảo cái độ cao nhưng mà vẫn có một cái độ võng nhất định của cái phần gốc mũi, và chúng tôi hy vọng sau khoảng 3 tháng 6 tháng nữa cái sự ổn định của cái dáng mũi nó tốt hơn, cái mũi nó sẽ thanh hơn, cái phần gốc này nó sẽ thấp hơn một chút xíu nữa để cái thể hiện cái sự mềm mại hơn và cũng như là cái phần đầu mũi nó sẽ nhỏ hơn. Đấy. Đối với cái mũi bán cấu trúc thì đặc biệt ở trung tâm thẩm mỹ Đức Đi chúng tôi thì chúng tôi có những cái kỹ thuật riêng để giúp đẩy cao cái đầu mũi ra cũng như là tạo được cái lỗ mũi hình hạt chanh. Cái can thiệp là tối thiểu nhất, chúng tôi vẫn sử dụng cái sụn mềm tai cũng như là can thiệp mà kéo dài cái đầu mũi cũng như cái trụ mũi lên. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy cái đầu mũi này mặc dù là không can thiệp quá nhiều, tuy nhiên thì cũng có một cái dáng mũi tương đối đẹp, đầu mũi tương đối nhô lên và mũi hình chữ A. Đối với tình trạng hiện tại của chị thì mũi rất là tốt. Đấy, đặc biệt là khi mình thăm khám ở cái vị trí sâu hơn là cái niêm mạc bên trong, cũng như là vết thương bên trong thì ta thấy rằng là nó liền rất là tốt, niêm mạc không bị đỏ, nó không bị phản ánh tình trạng còn viêm hoặc gì phản ứng gì cả. Mũi thì đang ở form rất là tốt. Đấy. Tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp như của chị thì chúng ta cũng có một số cái lưu ý, tức là mình hạn chế va chạm mạnh gì trong cái giai đoạn này. Cái thứ hai nữa là mình có thể đeo kính hoặc đeo khẩu trang được rồi, không vấn đề gì cả. Giai đoạn này chị cũng vẫn có thể đeo cái khẩu trang tương đối chặt một chút xíu, không vấn đề gì cả, nó tì lên mũi, nó không ảnh hưởng gì cả. Cái hai nữa có thể đeo kính được rồi. Còn một cái điều lưu ý nữa là chị vẫn phải sử dụng cái nước muối mình nhỏ, ngoài cái vấn đề là nước muối vào mũi nó giúp cho cái vấn đề mình rửa sạch cái vùng niêm mạc đi thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa dịch trong cái giai đoạn này. Cảm ơn chị đã đến sử dụng dịch vụ. Chị có cái vấn đề gì nó không hài lòng còn ở đấy không, khi mà đến đây thực hiện dịch vụ không? Khi đến đây thì em thấy là cái từ nhân viên cho tới bác sĩ là làm việc theo một cái quy trình rất là khép kín, cho nên rất là em thấy là rất tin tưởng vào cái thẩm mỹ của mình, trung tâm thẩm mỹ của mình. Cảm ơn chị. Hy vọng rằng là chị sẽ có bạn bè giới thiệu. Đây hôm em mới làm được khoảng hơn chục ngày thì em giới thiệu được là cô đã đến cắt mí ở đây rồi. Thì em thấy là có một số những cái bạn đến sau một tuần
đến khám cắt mí, nhìn cái mí rất là đẹp. Cho nên là em cũng giới thiệu có một cô đến để cắt mí ở trung tâm mình rồi. Cảm ơn chị. Dạ vâng. Hy vọng chị là sẽ khỏe mạnh cũng như là nâng cao cái tinh thần phòng chống dịch cho mình nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ và toàn bộ ekip của mình ở đây đã cho em cái mũi cũng rất là ưng ý.